con gái. Tại sao cứ mỗi lần nóng giận ra là nói được hai từ mày tao? Có bao giờ nóng lên tôi nói một tiếng mày không? Tao gọi lên chị hai, tao đi qua Mỹ với chị hai, tao lấy tay luôn. Chắc mày xưng mày tao, mày qua Tây bây giờ mày còn nói tao xấu nữa hả? Biết ngay mà bao nhiêu lâu nay mày yêu tao. Mày lúc nào mày cũng nghĩ tới một phương trời xa xăm. Mày nghĩ tới những thằng cao to đẹp trai, những thằng Tây. Tao không đủ đi.